皆さんこんにちは、ラクラクのランです。前回の動画では仕事でよく使うフレーズのパート2を紹介しましたね。じゃあ今回の動画ではパート3を紹介いたします。ぜひ見てくださいね。じゃあ早速行きましょう。 Anh làm việc ở đây được bao lâu rồi ạ? Anh làm việc ở đây được bao lâu rồi ạ? Làm việc hataraku ở đây ここで bao lâu どのくらい、ここでどのくらい働いていますかという意味です。Em chào anh, em là nhân viên mới, mong anh giúp đỡ ạ. Chào em, cố gắng lên em nhé. Anh ơi, anh làm việc ở đây được bao lâu rồi ạ? Anh ơi, anh làm việc ở đây được bao lâu rồi ạ? Anh mới vào làm từ ngày hôm qua. Thế ạ? Hôm nay em sẽ ăn cơm ở ngoài. Hôm nay kiểu ăn cơm, ご飯を食べる, ở ngoài, 外で, で, 今日は外でご飯を食べますという意味です。 Loan ơi, hôm nay em không ăn cơm à? Dạ vâng ạ, hôm nay em sẽ ăn cơm ở ngoài. Dạ vâng ạ, hôm nay em sẽ ăn cơm ở ngoài. Sao thế? Hôm qua cãi nhau với chồng nên chồng không nấu cơm cho à? Anh nói cái gì đấy? Không có chuyện đó đâu. Em đã để tập tài liệu trên bàn của anh rồi ạ. Em đã để tập tài liệu trên bàn của anh rồi ạ. Để ok, tập tài liệu, 資料, trên bàn, 机の上, で、あなたの机の上に資料を置きましたという意味です。không có ở đây. Anh ơi, em đã để tập tài liệu trên bàn của anh rồi ạ. Em đã để tập tài liệu trên bàn của anh rồi ạ. Cảm ơn em nhé. Hôm nay em phải tăng ca. Hôm nay em phải tăng ca. Hôm nay kiểu phải nani nani しなければならない tăng ca, 残業. で、今日は残業しなければならないという意味です。Long ơi, hôm nay làm xong đi nhậu đi. Em vẫn chưa xong việc nữa. Hôm nay em phải tăng ca. Hôm nay em phải tăng ca. Thế hả? Vậy cố gắng lên em nhé. Chị đi nhậu với mọi người đây. Tuần sau có nhân viên mới đấy. Tuần sau có nhân viên mới đấy. Tuần sau, 来週, có 이르, nhân viên mới. 신입사원. で、来週新入社員がいるよという意味ですね。まあ、新入社員が来るよ、入るよという意味ですね。ねえねえ、tuần sau có nhân viên mới đấy. あ、ちょっと。ちょっと。Này này. Sao thế ạ? Tuần sau có nhân viên mới đấy. Tuần sau có nhân viên mới đấy. Nghe nói đẹp trai lắm đấy. Yes, cơ hội của em đến rồi. Nhưng mà nghe nói anh đấy không thích con gái đâu. Thế thì cơ hội của anh đến rồi. Hôn nhiên, vui là con gái ha. Vui là con gái ha. Yeah. Mệt quá, nghỉ một chút đã. Mệt quá, nghỉ một chút đã. Mệt, 疲れる, nghỉ, 休む, một chút, ちょっと. で, すごく疲れた, ちょっと, 休もう, という意味です。 Mệt quá, nghỉ một chút đã. Mệt quá, nghỉ một chút đã. Sao thế? Gần đây trông cậu không được khỏe nhỉ? Dạo này tôi không ngủ được. Hôm nay cậu muốn ăn gì không? Cậu bao? Thật á? Cảm ơn cậu nha. Tôi khỏe lại rồi. Hôm nay
em có hẹn nên em xin phép về sớm ạ. Hôm nay em có hẹn nên em xin phép về sớm ạ. Hôm nay kiểu có ある hẹn 約束 về 帰る sớm 早く なので今日は約束があるので 早めに帰らせていただけます という意味です. Con à, tối nay mọi người định đi hát karaoke, em đi cùng nhé. Hôm nay em không đi được ạ. Hôm nay em có hẹn nên em xin phép về sớm ạ. Hôm nay em có hẹn nên em xin phép về sớm ạ. Vậy hả? Vậy hẹn em lần sau nhé. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Hôm nay kiểu mọi người minasan vất vả. Taihen kareru. Để 今日は皆さんお疲れ様でしたという意味です. Dự án mới đang được tiến hành rất suôn sẻ. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Ngày mai tiếp tục cố gắng nhé. Yeah. Sếp đang nghe điện thoại. Sếp đang nghe điện thoại. 맞아. Sếp và 사장. Nghe 聞く. Điện thoại 電話. Nghe và 聞く という意味なんですけど, đang nghe điện thoại と言ったら 電話中 という意味になります. なので, 社長は 電話中です という意味ですね. Long ơi, sếp đi ra ngoài rồi à? Không, sếp có đi ra ngoài đâu. Sếp đang ở trong phòng mà. Sao chị nhắn tin cho sếp mà không thấy sếp trả lời nhở? Sếp đang nghe điện thoại. Sếp đang nghe điện thoại. Sếp đi công tác đến khi nào ạ? À? Sếp đi công tác đến khi nào ạ? À? Sếp 사장 đi công tác 出張に 行く đến まで khi nào いつ? なので 사장は いつまで 出張に 行けますか? という意味です. Em ơi, em làm xong bản kế hoạch của tháng sau chưa? Em đang làm, sắp xong rồi ạ. Em định tuần sau sẽ gửi cho sếp. Em làm nhanh lên, sếp chuẩn bị đi công tác đấy. Không xem cho em được đâu. Đi công tác à? Sếp đi công tác đến khi nào ạ? Sếp đi công tác đến khi nào ạ? Thứ hai tuần sau nữa, sếp mới về. Thế この動画はここまでです。この動画はいいと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録お願いしますね。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバイ。